Hôm nay có cái biệt lốt, biệt lốt đây hả? Bỏ tiền vô đây rồi hả? Rồi rồi em xin chào quý anh chị luôn nha. Hôm nay có ngày 22 tháng 8 2023 nha anh chị, đây Đắk Lắk nha anh chị. Đắk Lắk nè đó. Rồi Đắk Lắk thứ ba ngày 22 tháng 8, số đầu tiên là số 72. Đắk Lắk nha anh chị, 72. Rồi Đắk Lắk tiếp tục 90 đó. Rồi 26 đó, 226 đó, 17 81 đó, không tóm nha anh chị, không tóm. 25 mấy bữa em quay nhanh quá đó, cái máy nó không được ngon nha anh chị, mà quay nhanh quá. Dẹt qua dẹt lại nhanh quá, hôm nay em quay chậm xíu nha anh chị. Rồi 344 435 đây anh chị, ngày 22 nha, ngày 22 tháng 8 nha anh chị, ngày 22 tháng 8 năm 2023 nha. Rồi 63 63 nha anh chị, 22 tháng 8 này. Rồi cái đài quán non này nè, 20 tờ, phải 25 đó. Phải 25 nha anh chị, 20 tờ từ 0 đến 9. Rồi 034 nha anh chị, 034 nha đó. Đầu bên này quán non đó, và Đắk Lắk. Rồi còn có con số Việt Lốt thì hình như còn tà phải không đó, ngày 22 tháng 8 luôn, ngày 2023 luôn, 20 27 29 41 42 50 50 nha anh chị đó. Anh chị mua forward nha, Việt Lốt forward. Rồi cái này để chiều rồi em qua cho anh chị mình xem nha. Đó, cái đài tiếp theo là Khánh Hòa thứ tư này. Đó, bây giờ hôm nay bán đài Đắk Lắk, anh chị mình mua thì cũng như thường lệ nha anh chị. Có số ngân hàng đây, ngân hàng D345125273226 nha anh chị. Vi Ngọc Tài 0968637412 nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Anh chị mua thì Zalo các bạn với em, điện thoại cho em nha anh chị. Đó, thì ở đây em bón quà nên mới nhập hòn về nên anh chạy 3 thùng nha. Đó, để em vô cho anh chạy mình xem trong này. Đó, anh chạy mình mua thì mua quà thì đến mua ủng hộ em nha anh chị. Rồi, đó, quà đây, chân ở đây, chân quà nha anh chị. Cánh quà thấy này mới nhập về đây, cánh nó rất là đẹp nha anh chị. Nè, cánh đẹp này ha. Đó, anh chị nào mua cánh quà đến đậu 12 thông quân bình xã Tân Đông huyện Sơn Tịnh này, em bón nha anh chị. Đó, bỏ tủ lạnh nha anh chị. Đó, tủ lạnh nè để cho nó chân quà nha anh chị, mua về làm xá tát anh chị. Đó, làm sốt thái gì đâu cũng được nha anh chị. Đó, chị nào mua có đồng mì ăn nhậu về, mua chân quà về nhậu đi biển rồi đi suối rồi tắm ở ngoài thì ngoài bán giấy số bán chân quà em còn các chìa khóa nữa nha anh chị, các chìa khóa này rồi sửa xe điện nha anh chị, sửa xe điện luôn nha, xe máy xe điện phải phụ tùng xe điện và thay bình điện luôn nha anh chị, các chìa khóa nha anh chị. Có gì anh chị mình có nhu cầu thì đến đậu 12 thông quân bình xã Tân Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Đó, có về điện số điện thoại của em các chìa khóa nha anh chị. Chìa khóa đây anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Rồi, chúc cho anh chị chiều nay may mắn nha anh chị.